Tại sao ngưng tưới nước khi sầu riêng sổ nhị? Trước khi mà sổ nhị từ 5 đến 7 ngày thì thường bà con giảm dần cái lượng mà tưới nước hoặc là ngưng tưới nước. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Trên núm nhị cái dịch đường nó giúp lấy cái hạt phấn vào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hạt phấn nó nảy mầm. Và nghiên cứu cho thấy là hạt phấn sầu riêng này nó nảy mầm trên cái núm nhị cái nó có nồng độ đường đó từ 20 đến 35%. Nhưng nếu có mưa, tưới dư nước hay là sương mù, nó cây nó hấp thụ nhiều nước đó sẽ làm cho cái nồng độ đường nó ở trên cái nốm nó giảm còn 10%. Thì tỷ lệ hạt phấn nảy mầm đó, nó chỉ đạt 10%, dẫn đến cái sự thụ phấn và sự thụ tinh nó đều giảm. Vậy cái lượng mà độ ẩm cao hay nước nhiều sẽ giảm tỷ lệ mà đậu trái của cây sầu riêng chúng ta. Chính vì vậy đến cái giai đoạn này thì bà con chúng ta sẽ giảm cái lượng nước tưới xuống còn phần 30% so với bình thường. Tuy nhiên đối với vùng mà nóng nắng và dễ mưa bất chợt thì bà con chúng ta nên tưới ngày cách ngày để duy trì cái độ ẩm mà chống cái vật vấn đề đó là cây chúng ta không bị sốc nước và tháo khớp hàng lọt. Trước số nhị thì bà con chúng ta 7 đến 10 ngày bà con chúng ta nên bổ sung siêu amino sinh học cộng với siêu canxi bo và chúng ta bổ sung thêm cho hàm lượng kém vừa bảo vệ cây và vừa bảo vệ cái bông chúng ta giúp cho lá bông chúng ta nó mát cây nó mập nụ và tăng cái sức sức sống của hạt phấn kéo dài cái ống phấn và tăng cái thụ phấn cho cây cái hiệu quả nếu gặp mà cái thời tiết nó lạnh và dễ mưa đột ngột thì bà con kết hợp phun phân thuốc để giúp cho làm ấm cây tất nhiên là phun gì siêu ấu giáp đó bà con giúp cho ấm cây và tăng cường cái hoạt động cho các cái enzyme sinh học trong cây giúp tăng sức đề kháng giúp cho cây mạnh mẽ chống chịu được với sốc nhiệt thao khớp hàng loạt nếu mà trời nóng mưa đột ngột chúng ta nên phun thuốc để làm cho mát cây đặc biệt là amino hả bà con À, để mà điều chỉnh cái tình trạng sinh lý cho cây chống à, rụng do sốc nước cực kỳ hiệu quả đặc biệt là chúng ta phun siêu canxi amino sinh học cộng với siêu giáp và khi gặp mưa chúng ta nên nhanh chóng là tìm cách thoát nước và làm thông thoáng cái vùng gốc cây để giảm cái độ ẩm trong trường hợp bắt đắc dĩ thì chúng ta cứu được bao nhiêu thì cứu nhưng mà con nha chúng ta lưu ý những cái vấn đề là tại sao mà bà con hay thắc mắc á, là trong cái giai đoạn số nhị thì chúng ta phải ngưng tưới nước hoặc là chúng ta tưới một cái lượng nước dừa đủ ẩm và bà con có thể theo dõi cái video tiếp theo để mình có thể nói thêm về các cái vấn đề khác một số lưu ý cho bà con chúng ta làm sầu riêng và đặc biệt bà con mới làm bà còn những anh em mà đã quen rồi thì cái điều đó thì mình không có dám múa rìu qua mắt thợ tuy nhiên đối với bà con mà mới làm lần đầu thì bà con hay gặp phải những cái vấn đề đó là trong cái giai đoạn cây đang sổ nhị thì bà con phải tưới nước như thế nào và đọt thì như thế nào bà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm như thế này cây bước vào trong cái giai đoạn sổ nhị thì bà con chúng ta nên cào những cái lá này ra bên ngoài đó là điều thứ nhất cái thứ hai là trước khi sổ nhị thì bà con nên tỉa bớt bông à chúng ta nên tỉa bớt bông à, chúng ta loại bỏ các đối tượng gây hại như là rệp sáp nhện đỏ bọ trĩ và sâu ăn bông à, bà con lưu ý cái vấn đề là trước khi sổ nhị còn trong cái giai đoạn sổ nhị như thế này thì bây giờ chúng ta phun á chúng ta sẽ phun gì nếu chúng ta mà phun những cái chất mà gọi là à, tiêu diệt nhện đỏ hay là rệp sáp hay là bỏ trĩ chúng ta phun trực tiếp vào đây thì nó ảnh hưởng cái bông mà ảnh hưởng cái bông của chúng ta mà trong giai đoạn sổ nhị nó rất là dễ ảnh hưởng đến hạt phấn khi mà cái hạt phấn nó dành những cái tinh túy nhất nó thụ phấn đó còn một số anh em nói tôi cũng phun thoải mái thì vấn đề đó mình không có cãi thì tùy theo mỗi người và đây cũng là một cái kiến thức về lý thuyết thì bà con anh em chúng ta có thể là à, rút kinh nghiệm cũng được hoặc là chúng ta nghe chơi cũng được mình cũng lưu ý một số vấn đề đó là chúng ta tiện bỏ bước những cái bông mà ở những cái à, cái vị trí như thế này và những cái bông mà nó không cùng với một cái lứa thì bà con chúng ta thấy rằng cũng có lọt sọt vài bông nhưng mà đang số nhị thì chúng ta tập trung vào những cái bông số nhị chúng ta giữ lại thì đọt ở bên ngoài thì bà con cũng có thể thấy là mới đầu video này mình có thể quay rồi đó bà con Đấy, bà con chúng ta thấy rằng là ở bên ngoài quay mà ở bên trong mà nó đang sổ nhị như thế này thì chúng ta cũng cốc tóc chúng ta phun à, để mà nóc ao đọt để đứng đọt không cho đọt nó đi tại vì nếu như mà đọt nó đi mạnh quá bước vào cái giai đoạn mà nó quay diêm như thế này thì nó rất là dễ bị rụng sinh lý tại vì lúc này là nó cạnh tranh dinh dưỡng rất là nhiều tại vì tính chất của cái cây sầu riêng á, là nó ưa nuôi đọt nha con nó ưa nuôi đọt và nó sẽ bắt đầu là rụng quay diêm rồi chúng ta sẽ quay thêm một cái vấn đề nữa đó là Nước tưới, như bồng nhỏ nhỏ này bỏ ha Chúng ta nói về vấn đề là nước tưới Nước tưới thì bà con tưới kiểu như sao? Với những cây như thế này là bà con tưới giữ ẩm thôi Giữ ẩm thôi nha bà con Rồi, Cây tưới từng 5 phút, à, bữa sau nghỉ, xong bữa sau nữa tưới Chúng ta mục đích là chúng ta giữ ẩm cho đất Chứ không phải là chúng ta tưới cung cấp nước cho cây Chúng ta tưới nước nhiều ở trong cái giai đoạn này nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là bông chúng ta nó sổ nhị nó rất là dễ bị ảnh hưởng đến hạt phấn nên là nước nó hấp thụ vào thì hạt phấn chúng ta nó dễ bị chết bị ngụm củ tẹo đó. đó. thì chúng ta cũng lưu ý chúng ta tưới giữ ẩm thôi chúng ta không tưới quá mạnh thì hạt phấn chúng ta nó rất là dễ bị buông và nhiều khi nó cũng buông luôn cái cái khớp mà tháo khớp nha bà con bà con chúng ta lưu ý về cái vấn đề đó cái vấn đề mà về nước á, thì tại sao chúng ta tứ giữ ẩm vì trường hợp thí dụ như á, mà bước vào cái giai đoạn này mà lỡ như chiều nó dính cơn mưa hoặc là đang mà hầm 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 hầm, hầm nó quất một cơn mưa thì chúng ta đắt ở dưới nó khô quá nó sẽ bị rộng rộn lại do sốc nhiệt do sốc nước mà con chúng ta cũng lưu ý cỏ thì bà con để ở bên ngoài chúng ta để rộng ở bên ngoài nha còn ở trong này chúng ta làm trống rồi rồi bằng cái vấn đề là nước đó là bà con chúng ta sau khi nó thụ phấn hoàn toàn xong xuôi hết rồi chạy trái bắt đầu là sau khi khoảng mà cỡ tầm này ví dụ như cái này đi và nó sổ hết xong xuôi hết nó khô hết cái đài rồi nó mình kéo hết cái đài nó xuống nó rụng xuống hết rồi thì bà con chúng ta sẽ nhấp nước trở lại và chúng ta nhấp nước làm sao chúng ta đang tưới 5 phút đúng không để chúng ta cũng tưới 5 phút và bắt đầu chúng ta nhấp đều 5 phút xong bữa sau chúng ta tưới tới 10 phút chúng ta tới 15 phút tới 20 phút, tới 30 phút theo cái cái cứ 5 phút mình cộng lần cộng lần lên và đến khi nào nó căng bằng đúng với cái thời điểm mà chúng ta tưới bình thường thì chúng ta cứ tưới bình thường thôi. Rồi, ở cái giai đoạn này là bà con quan quan tâm cái vấn đề là là nước nha bà con nha. Rồi đọt đi thì chúng ta phải phải hãm đọt và trong cái giai đoạn mà sau khi sổ nhị chạy trái rồi bà con cứ tính khi mà trái nó tròn tròn tròn, tròn như cái ngón tay út mà to hơn một chút xíu nữa có thể là như ngón tay này nó à, úp út và to hơn một chút xíu nữa hoặc là như cái trứng cút thì lúc đó là chúng ta có thể thể đi cái cái bộ xô mà siêu nuôi trái để chúng ta nuôi trái còn trong cái giai đoạn này là chúng ta không có đi phân đi gì hết nha bà con giai đoạn này đi phân là nó sắp liền nha bà con nha chúng ta không có đi cái gì hết chúng ta để tập trung mọi tinh túy nó nhất cho cây chúng ta bước vào cái giai đoạn sơ nhị đọt đi chúng ta hãm đọt Phải hãm liên tục chúng ta quan sát hãm đọt liên tục và đặc biệt thì kẹt lắm bà con mới phun phòng các cái đối tượng gây hại phun mà tiêu diệt các đối tượng gây hại chứ phòng vậy nữa Nên giai đoạn này chúng ta phòng trước rồi kẹt lắm thì chúng ta mới phun tại vì lúc này chúng ta phun mà nó rất là ảnh hưởng đến bông à, chúng ta phun mà dụ như các đối tượng gây hại mà nó xâm nhập vào đây không còn cái cách nào khác nữa thì chúng ta mới phun nha bà con nha chúng ta lưu ý những cái điểm mà khi mà chúng ta làm bông sầu riêng như vậy để sầu riêng bông sầu riêng chúng ta nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng với đọt bà con chúng ta nhìn cũng nhìn thấy rất là rõ rồi đọt này ha ly quy dày quy rồi đọt này bà con dày chứ không có xiêm thường nó được đâu nha bà con nha nó nó phóng đọt cái gì là rất là dễ rồi bị rụng quy diêm rụng sinh lý rất là nhiều à, bông của bài đầu cành lọt sọt thì chúng ta bỏ trong cái giai đoạn số nhị thì bà con lưu ý những cái vấn đề mà em vừa nêu còn những cái vấn đề khác thì các anh em kỹ thuật khác cũng có thể chia sẻ thêm hoặc là bà con nào có nhiều kinh nghiệm hơn có thể chia sẻ thêm để mà chúng ta hoàn thiện được một cái quy trình chăm sóc chúng ta cùng tiếng tiếng cùng tiếng nha bà con để anh em bà con chúng ta mà một được mùa được giá rồi làm thành công À, bây giờ mình cũng đi vòng vòng cho bà con xem một chút xíu cái vườn sầu riêng này ở tại là Đồng Nai, cái khu này cũng đất cậy nên sỏi đá đó bà con thì Trước cái sổ nhị thì bà con chúng ta cũng lưu ý và quản lý các cái vấn đề, các cái đối tượng gây hại rồi, à, cũng bo, cũng canxi, cũng nuôi trái đầy đủ rồi chúng ta đi lên chúng ta mấy anh em ở trong đội kỹ thuật thì cũng đi để quay video rồi đi tư vấn cho bà con giờ là đã anh cầm máy trái vũ sữa đây bà con bà con chúng ta xem để mà chúng ta à, Chụp kỷ niệm hả còn đây cỏ đó bà con để ha à, còn bước vào số nhị thì mình cũng có nói về vấn đề là nước đồ này nọ cho anh em bà con chúng ta xem ha đây các cái đối tượng gây hại là trước đây bà con thấy này cái dấu hiệu này đây 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 bỏ trĩ rồi nè bà con đây nha bà con mới đụng vô mà nó rụng luôn nè bà con này bỏ trĩ nhện đỏ bỏ trĩ nó ăn bông nè bà con ơi bà con chúng ta lưu ý nha